Và ban mục vụ hội đồng giáo xứ, hôm nay giáo xứ chúng ta tổ chức đêm nhạc mừng Chúa Giáng sinh năm 2010 với chủ đề tiếng chuông ngân, với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, các diễn viên thuộc giáo xứ Cao Xá và sự cộng tác của ban nhạc, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí sân khấu, và đặc biệt là có sự góp mặt của linh mục ca sĩ Bùi Viễn, ban nhạc kèn đồng thuộc giáo xứ Lạc Lâm tỉnh Lâm Đồng, ca sĩ hải ngoại Eric Phương, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương Lệ Thủy, ban nhạc Quỳnh Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể quý vị khách quý từ xa, quý vị khách mời trong giáo xứ và toàn thể cộng đồng giáo xứ. Kính thưa quý vị, đêm nay thật trong lành, bầu trời đầy trăng sao, để mở đầu chương trình đêm nhạc hôm nay và để mang lại điệp khúc vui nhộn Giáng sinh, đem lại niềm vui cho mọi nhà, chúng ta hãy cùng thưởng thức một tiết mục nhạc nước ngoài, One and Only, do nhóm
Angel Baby biểu diễn. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón em nha. Một cháu tay thật lớn.
nói ra vô đây. Chúng ban
cười Giêsu bé thơ. Giáng sinh về, nghe hài nhi bập bẹ ngỏ lời, bình an mang đến cho muôn người. Với yêu thương còn mãi, kính thưa quý vị, chắc chắn rằng với niềm vui Giáng sinh, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, ấm áp hơn. Vì thế, ngay bây giờ, chúng ta cùng vỗ tay và múa theo nhịp nhàng vũ điệu Noel của nhóm Younger. Một lần nữa xin một chàng vỗ tay thật là lớn ạ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Cùng nhau vui Giáng sinh trong hòa bình. Cùng nhau sinh trong huy hoàng, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành và một năm mới bình an. Cầu sao bao tươi vui trên khắp các nẻo đường, một Giáng sinh đầy phước lành và một năm mới bình an. Không mình lên trời thấy được. Chiếc xe này
chúc mừng Giáng sinh với nhóm Jungle ạ. Năm thấy này em nhảy hip hop rất là hiện đại. Không biết là để có một tiết mục như hôm nay thì để phục vụ tất cả quý vị ở đây thì mất bao nhiêu thời gian tập luyện? Dạ, anh khoảng 3 ngày. Bắt tay. Rất rồi. Vâng, em tên gì? Học lớp mấy rồi? Dạ, em tên Thái Duy Nam, học top 9 rồi. Rồi, Thái Duy Nam, anh Nam rất mong lần sau nữa, Noel nữa, anh Nam với tất cả các ca sĩ lại được gặp em có sẽ lớn hơn và hồng lại hơn và nhảy hay hơn nữa không ạ? Xin được cảm ơn em rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn bạn nhỏ vừa rồi với nhóm Jungle. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là những tiết mục của các bạn trẻ ở xứ Cao Xá cũng như là tiết mục của ca sĩ chúng tôi phục vụ quý vị. Còn rất nhiều các ca sĩ đang chờ đợi phục vụ quý vị nữa, cũng như là nghệ sĩ Minh Vương Lệ Thủy cũng sẽ đến đây để phục vụ quý vị. Nhưng mà trước khi mà quý vị gặp gỡ các ca sĩ những phần tiếp theo nữa thì sau đây chúng tôi xin kính mời cha xứ Mikae Nguyễn Văn Bắc sẽ lên đọc lời khai mạc. Xin kính mời cha. Kính thưa quý khách, kính thưa các bạn chị em, đặc biệt là cô bác ở gần xa đến đây trong cái buổi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin được phép thay mặt cho cả giáo xứ Cao Xá xin gửi lời chào chúc Noel, Giáng sinh, chú an bình đến cho mọi người, đến bà con cô bác ngày hôm nay. Niềm vui và hạnh phúc của những ngày Noel, giáo xứ Cao Xá của chúng tôi rất vinh dự để phục vụ trong cái niềm vui đó trong cái đêm liên hoan ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho giáo xứ Cao Xá, thay mặt cho ban tổ chức, xin chào mừng tới tất cả bà con cô bác. Xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như những ai thực hiện chương trình ngày hôm nay để phục vụ bà con cô bác. Và đặc biệt thưa quý bà con cô bác, chương trình ngày hôm nay sở dĩ đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, của các nghệ sĩ ưu tú như là Minh Vương hay là Lệ Thủy đến với chúng ta, hay là ca sĩ hải ngoại Elvis Vương, đó là do cả nhà tài trợ của anh là Duy Thanh, một người rất bạn thân thương với tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta đã thực hiện chương trình này với âm thanh ánh sáng, với tất cả những ca sĩ, với cả những nghệ sĩ ở thành phố về đây với chúng tôi. Chúng ta cho chàng pháo tay cho anh Thanh cũng như là các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi để phục vụ cho ngày đêm văn nghệ đêm ngày hôm nay đó, chúng tôi cũng có mời một người, một linh mục rất thương, rất thân thương bạn của chúng tôi, và một giáo xứ cũng là thân thương với tôi ngày xưa, 16 năm làm việc ở Lạc Lâm, ở Đà Lạt. Thì hôm nay linh mục ca sĩ Bùi Viễn, đó là người rất thân thương với tôi, và cũng như là ban kèn, ban nhạc của giáo xứ Lạc Lâm cũng đến đây để chúc vui và chia sẻ với chúng ta những ca khúc và những điệu múa biểu diễn cho đêm văn nghệ chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tất cả cô bác anh chị em chúng ta vỗ tay to để mà chúc mừng ngày linh mục ca sĩ Bùi Viễn cũng như là giáo xứ Lạc Lâm. Đương nhiên không khó cũng như là tất cả những thành công chúng ta thực hiện ngày hôm nay được, đó là rất do tất cả những công sức rất nhỏ bé, rất tầm thường nhưng mà vất vả biết bao nhiêu ngày nay của ban tổ chức, của những ban âm thanh ánh sáng của giáo xứ chúng ta, đặc biệt là của những em thiếu nhi tập múa, tập hát ngày hôm nay, tất cả đều xây dựng nên một cái buổi văn nghệ. Và đặc biệt hơn nữa, giáo xứ chúng ta không bao giờ quên được những thành phần nòng cốt, gọi là tôi gọi đó là cái ban gọi là rất là mạnh của giáo xứ, đó là anh em thiện chí, anh em như là thiện nguyện và anh em gia trưởng của giáo xứ chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và bà con cô bác chúng ta vỗ tay cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay. Với những ý đó, giờ đây tôi xin công bố khai mạc buổi liên hoan văn nghệ đêm Giáng sinh ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người chúng ta một đêm rất là an lành, vui tươi, hạnh phúc trong Chúa Giêsu hải đồng. Xin mọi người chúng ta hãy vỗ tay thật lớn. Cảm ơn lời khai mạc của cha xứ ngày hôm nay.
sẽ đem lại chúng ta một niềm vui Giáng sinh thật là tuyệt vời tại giáo xứ Cà. Trời lập đông gió hiu hiu lạnh, nhưng trong lòng mỗi người vẫn cảm thấy ấm áp và chờ đợi niềm vui Giáng sinh. Tà áo Noel, bài hát đêm đông làm ta nhung nhớ người. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức tiết mục Dư âm mùa Giáng sinh, nhạc Ngân Giang do ca sĩ Thế Tài biểu diễn và nhóm múa Dân Cư. Thì thầy xin kính chúc quý trà, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách một mùa Giáng sinh bình an và hạnh phúc. Thank you.
nam ca sĩ Thế Tài rất nhiều với nhạc phẩm Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Và cũng xin được cảm ơn nhóm Jungle với phần múa phụ họa cho ca sĩ Thế Tài. Và bây giờ trở lại, xin mời quý vị cùng đến với một tiếng hát của nữ ca sĩ. Cô ca sĩ này có lẽ là khi mà cô bước lên sân khấu này thì có lẽ là quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Vy. Và xin mến gửi lại quý vị một ca khúc nhạc đất hòa lời Việt được mang tên cho anh trai của tôi. Xin mời quý vị cùng được biết. Thì tim em vẫn chờ đến người, yêu anh hơn ngàn lời nói. Qua đi đêm dài tăm tối, khi cơn mưa ngừng rơi, là anh yêu sẽ quay trở về. Đêm nay vắng lặng, đêm rất buồn. Trời đã gần xa, và khẽ mãi kêu tên người những khi em nhớ đến anh. Anh đâu biết trong trái tim của em, em yêu người và mãi để chờ. Yêu cho dẫu mai này về đâu, cho dẫu không còn gần nhau, một hay thì tim em vẫn trao đến người. Yêu anh hơn ngàn lời nói, qua đi đêm dài năm tối, khi cơn mưa ngừng rơi, là anh yêu sẽ quay trở. Vì yêu anh trái tim heo mòn. Vì yêu anh trái tim hao gầy. Đêm nay vắng lạnh, đêm rất buồn. Đêm nay tiếng mưa ngập ngừng dưới mái. Em mơ giấc mơ gặp con nhỏ. Cho anh đã cách xa, và khẽ mãi kêu tên người những khi em nhớ đến anh. Anh đâu biết trong trái tim của em, em yêu người và mãi đợi chờ. Yêu cho dẫu mai này về đâu, cho dẫu không còn gần nhau, cho dẫu anh đổi thay, thì tim em vẫn chờ đến người. Yêu anh hơn ngàn lời nói, qua đi đêm dài tăm tối, khi cơn mưa ngừng rơi. Sôi động và hay hơn. Xin tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn hướng về sân khấu để chúng ta được tham dự nhiều tiết mục hay hơn nữa. Và để thay đổi bầu không khí, sau đây tôi xin được phép giới thiệu một tiết mục múa hết sức đặc sắc, vang tiếng đàn Giáng Sinh. Đó là bài múa Cao Tung Lên do nhóm Angel Baby xin kính mời.
giới bao rộng ràng và muôn tiếng hát vang. Ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị hãy hướng về sân khấu để được thưởng thức một tiết mục múa đặc biệt mang chủ đề hôm nay Tiếng Chuông Ngân, do biên đạo múa Phước Nam và nhóm múa Angel Baby biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay với hai giọng ca rất ngọt ngào, tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Cường và nữ ca sĩ Tuyết Loan với một đêm khúc bài hành ca buồn. Xin quý vị dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai ca sĩ Tuấn Cường và Tuyết Loan. Xin chúc quý vị có một mùa Giáng sinh an bình và tràn đầy hạnh phúc. Chúc các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đến với một không khí rất là vui tươi. Và tới đây thì trở lại với một không khí êm dịu. Tôi cần phải thất vọng xin gửi tặng đến quý vị qua một liên khúc bài hành ca buồn và khúc chuyện người ta nói. Xin quý vị
Chuyện tình người đàn áo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi đã nhận được thông tin rất là mừng. Có lẽ là không những nam đâu mà tất cả các chú, các bác, các anh chị và các em nhỏ đang có mặt ở đây cũng nghe được tin này thì chắc chắn chúng ta sẽ mừng vui thôi. Nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy đã có mặt tại nhà thờ giáo xứ cao xã của chúng ta ngày hôm nay đây. Cũng rất mong muốn gặp không ạ? Muốn không ạ? Muốn gặp gỡ phải không ạ? Vâng, chắc có lẽ là chúng ta phải chừa cho hai nghệ sĩ này trong vòng 15 phút nữa để nghệ sĩ đang nói chuyện với cha xứ của chúng ta trong phòng khách một chút ạ. Trước khi mà gặp gỡ hai nghệ sĩ này thì chúng ta cùng đến với tiếng hát rất là trẻ trung của nữ ca sĩ Như Linh. Chúng ta cùng nhạc sĩ Nhật Trung cả rút được mang tên nữa.
cười rỗi. Vâng, thưa quý vị, đó là nỗi lòng của mỗi người chúng ta khi chào đón mùa Noel đến. Vậy giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe bài hát When a This Born do bạn Thành Pháp biểu diễn. Một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón bạn Thành Pháp. Thank you.
nay cha con chúng tôi nhạc đoàn rồi với lại cả bên ban nhạc nữa về đây từ mãi bao nhiêu trăm cây số ở một nơi mà cha xứ đi về đây đã từng ở 16 năm và tôi là người tiếp tục là quản sứ ở giáo xứ Lộc Lâm. Hôm nay trong cái tình cảm với lại cha xứ và nhất là tình cảm đối với tất cả bà con của giáo xứ Cao Xá và Lộc Lâm, như vậy là anh em với nhau tất cả chúng ta có đồng ý không ạ? Và hôm nay tôi sẽ cùng với lại ban nhạc và ban kèn sẽ hát một bài hát rất là Noel của đạo Phật giáo chúng ta, và tôi sẽ hát với một ca sĩ nữa của giáo xứ Cao Xá. Chúng tôi không tập bao giờ hết nhưng mà chúng tôi sẽ hát tên con là gì nhỉ? Vâng, hát với ca sĩ Hoài Đi của Cao Xá. Xin một tràng pháo tay ạ.
Và Chúa Giêsu là mục đích của cuộc đời mỗi một người Kitô hữu chúng ta. Vì vậy, tôi xin mời tất cả mọi người cùng với chúng ta sẽ hướng về Chúa Giêsu qua bài hát Ôi Giêsu, tôi hát về Ngài. Chúng con chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ Lạc Lâm, ban nhạc kèn của giáo xứ đã đem đến những tiếng kèn réo rắt rất là trầm ấm và hùng vĩ. Đặc biệt là theo thông lương của cha đã đặt chặt từng phân đá giữa giáo xứ cao xá và giáo xứ Lạc Lâm. Xin mời mọi người chào đón thật to đã. Vâng, kính thưa thần thể quý vị, chỉ còn đêm nay qua đêm ngày mai nữa thì chúng ta sẽ bước vào một đêm có thể rất là hạnh phúc, một đêm Giáng sinh. Nam muốn biết là cái cảm giác của Nam đang đứng ở trên này thì rất là sung sướng, rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà đứng ở giáo xứ cao xá ngày hôm nay. Còn anh Đức Lưu thì sao ạ? Có thấy vui không ạ? Anh Nam ơi, ngày hôm nay anh đến đây rất là trẻ trung và rất là vui. Anh đã đem lại cái hay, cái cười và đặc biệt là đêm Giáng sinh. Tôi cảm thấy được dẫn với anh rất là tuyệt lắm. Vâng, còn quý vị cảm xúc, Nam muốn hỏi cảm xúc của tất cả quý vị đang có mặt ở đây ạ? Thấy vui không ạ? Vui phải không ạ? Nếu như chúng ta sẽ nhân đôi niềm vui đó nữa khi mà được đón chào hai nghệ sĩ rất là nổi tiếng, có thể Nam cũng rất là ngưỡng mộ, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Minh Vương cùng là nghệ sĩ Lê Thúy. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lê Thúy. Và bây giờ Minh Vương xin trân trọng kính chào cha xứ, kính chào quý bà con ở giáo xứ cao xá, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Lời dồi dào sức khỏe cùng quý khán giả dự đêm nay chuẩn bị đón sang năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe gia đình an khang. Dạ kính thưa quý vị, bài hát đầu tiên Minh Vương và Lệ Thủy sẽ ca một bài tân cổ giao duyên của soạn giả Loan Thảo. Đó là bài ca Lý Chim Quyên. Mình nơi chim ơi chim xa sình, chim ngân núi
Quý vị đang có mặt tại giáo sư Cao Sáng ngày hôm nay, xin được cảm ơn hai nghệ sĩ rất nhiều một lần nữa. Và bây giờ một tiết mục rất là đặc biệt, có lẽ là quý vị đã biết rồi phải không ạ? Vâng ạ, vậy thì dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của ca sĩ Alex Phương. Thật vui và nhân dịp là mùa Noel sắp đến, em Vít Xuân cũng xin kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, cũng như một năm mới an khang và thịnh vượng. Tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây, bụi trong gió ta không yêu phiền. Loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngang. Tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điều tàn. Em có thấy hoa kia mới nở, trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi. Giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngạn. Tôi muốn cười vào những khoe hoang, tôi muốn khóc thương đời điều tàn. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Mặt trời vắng bóng khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong như giọt buồn nước mắt mưa ngại ngùng héo hắt. Thương người về buốt xa trên đường xa, bao là tình thấm thiết cho giờ đây nuối tiếc. Thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa màng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Sao đêm thương em ngày nào khóc ướt môi mềm.
trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Bài thanh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lung linh sao trời đẹp với môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh, bài ca Thiên Chúa khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mình mang buồn. Rồi mùa ra buốt cùng hoa màu, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Dù một chiều áo trắng thay màu, em qua đầu sáng pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Đêm thanh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ quậy thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn không gặp tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mặt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Buồn bấy lâu, nhưng em yêu ơi, một vùng yêu vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như để lòng thương nhớ. Tình vẫn phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi, dắt từ kỷ niệm. Dù qua bao năm, mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm, đầy dài qua mơ. Mười năm cách biệt, tình đành quên lãng. Như mây như mưa, bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ mãi còn chúng ta, một đời cuồng điên. Ngựa hoang đào dâm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát
cơn giông thì che lưng công bằng những vết roi vẫn in hằn. Một hôm vừa bỗng thấy thanh bình gặp gỡ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình, vừa hoang mang thấy mơ để quên những vết thù, vừa hoang muốn về tâm sông nhẫn nhục dòng sông mơ màng má trong thương đòn, vừa hoang quên thù oán căm từ nơi tối tăm. Lòng ra mới cõi đời, nhưng đời là cửa hoang trên bụng và trên lưng nói còn nguyên những vết Elvis Phương rất nhiều ạ. Xin hỏi anh ạ, anh có nhớ em không ạ? Một năm xa rồi tưởng rằng nhớ. Vậy là chắc có lẽ sang năm anh phải về nữa rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin thay mặt cho cả giáo sư Cao Giá, niềm vui của Noel ngày hôm nay tăng lên nhờ các anh chị, đặc biệt anh đến đây mang niềm vui hạnh phúc đến cho chúng tôi, thay mặt cho tất cả công đoàn giáo sư Cao Giá, thầy chân thành cảm ơn anh chị nhiều. Thầy, quý vị khán giả, theo chương trình xin giới thiệu anh Huỳnh Hiệp, ban nhạc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã về tới giáo sư của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu ạ. Và chương trình chúng ta sẽ còn rất nhiều ca sĩ thành phố và ban nhạc sẽ phục vụ cho đêm nay thật là vui, thật là an lành để đến với giáo sư của chúng ta. Và để tiếp theo chương trình, sau đây chúng ta sẽ thưởng thức một tiết mục do nhóm bạn trẻ của giáo sư, đó là Liên Khúc Giáng Sinh. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu.